sân nhà thì cảm giác của tôi nó có phần được an tâm hơn vì chúng tôi có cổ động viên ở sân nhà hỗ trợ cho chúng tôi. Và tôi cũng phải thừa nhận được trận đấu với Việt Nam nó có đôi chút áp lực không nhỏ do việc thi đấu trên sân khách, nên là tôi cũng không phủ nhận được điều áp lực khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam là có. Chúng tôi đã cảm kích VFF vì đã cung cấp sân tập cho chúng tôi. Tuy nhiên thì mục đích chúng tôi tìm sân thi đấu ở ngoài vì chúng tôi có một số thay đổi về mặt nhân sự và có một số điều chỉnh về mặt chiến thuật, cho nên nó sẽ tiện lợi hơn cho chúng tôi để chúng tôi có một sân tập khác và không có sự tham gia của báo chí. Tất cả mọi chiến thuật và lối chơi của chúng tôi sẽ được thể hiện trên sân Mỹ Đình vào trận đấu ngày mai. Ngoài ra, vấn đề thuê sân ngoài còn là về vấn đề trang thiết bị, các vật phẩm dành cho các cầu thủ và huấn luyện viên. Và chúng tôi cảm thấy được đây là một quyết định sáng suốt hơn cho, và có ích lợi hơn cho đội tuyển quốc gia Thái Lan khi mà tập sân ngoài. Đa phần là vì lý do có một số điều chỉnh về mặt nhân sự và về chiến thuật, cho nên chúng tôi cần sự riêng tư. Đó là những kỷ niệm đẹp của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đã làm lịch sử trên sân đấu này, và về phần phía tôi các đồng đội thì chúng tôi luôn cố gắng hết mình và chuẩn bị từng khâu chúng tôi có thể chuẩn bị được để đối đầu với Việt Nam, là một trong đối thủ mạnh trong bảng đấu vào trận ngày mai. Và trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu quyết định cho cả hai đội tuyển. Phải được công nhận là sự thán phục về phong độ của đội tuyển Việt Nam gần đây. Như tôi đã nói là hồi tôi còn đang làm việc ở Nhật Bản và nhận được lời mời của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, tôi đã biết được là trong khu vực có đội tuyển Việt Nam có độ đẳng cấp cũng cao và có nhiều trận thắng đối với các cầu thủ mạnh trong khu vực, và có thể là trong châu lục nữa. Bóng đá của khu vực đang thực sự đang tạo cái cạnh tranh giữa các đối thủ với nhau, và mỗi đối thủ đều có sự tiến bộ nhất định trong từng giai đoạn. Và như tôi đã biết được là Việt Nam và Thái Lan là kinh tế về bóng đá từ lâu trong khu vực, tôi nghĩ được là bóng đá Việt Nam hiện tại là một cơ hội tốt để bóng đá Thái Lan có thể học hỏi nhiều hơn về những tiến bộ của Việt Nam, và đồng thời cải thiện cái bức tranh bóng đá toàn cảnh của nền bóng đá Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Nếu mà muốn tôi so sánh về thời từ huấn luyện viên Kiatisak và thời chúng tôi thì có thể nói được là các cầu thủ đã trưởng thành hơn và đã thay đổi rất nhiều cả về mặt lối chơi, cả về mặt phong độ. Tuy nhiên thì nếu mà nói trước cái trận đấu ngày mai thì tôi đều quyết tâm có một trận đấu xuất sắc nhất có thể chúng tôi có thể mang lại đối với đội tuyển Việt Nam, là một trong những đội tuyển đang lên của đội tuyển bóng đá Đông Nam Á hiện tại. Chúng tôi sẽ luôn tập trung cao độ và sẽ làm hết mình vì một cầu thủ nào cũng Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.